Các cái cổ phiếu ngành ngân hàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có lẽ là cái tiêu điểm mà được giới đầu tư chú ý nhất trong cái phiên giao dịch ngày 21 tháng 1 năm 2019 là bởi vì là trong số rất nhiều những cái ngân hàng mà chúng tôi thống kê ở đây thì những cái ngân hàng lớn như Công Thương, MBB, SHB, VPBank, ACB, Techcombank, Bank, BIDV, Vietcombank, Liên Việt Bank, Tiền Phong Bank và AIB thì phần lớn các ngân hàng này đều có cái mức tăng khá là ấn tượng và đặc biệt nhất là mức tăng ấn tượng của ngân hàng Công Thương và ngân hàng MBB. Hai ngân hàng này thì có mức tăng là 6,9% với Công Thương và 6,3% đối với MBB. Thì điều gì đã làm cho thị trường của chúng ta có một cái phiên giao dịch gần cuối năm thì khá là rực rỡ như phiên hôm nay. Và đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng là cái trụ cột là cái nòng cốt mà đưa thị trường tăng tới gần 9 điểm trong cái phiên giao dịch của những ngày cuối năm, hôm nay đã là 16 17 âm lịch là Tết chuẩn bị sắp tới rồi. Thì cái thông tin mà chúng tôi cập nhật là được và được nghe nói nhiều nhất trong cái giao dịch ngày hôm nay, trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là việc cái thông tin về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là trả lời cái báo chí nước ngoài và đây là cái buổi trả lời phỏng vấn với cái tờ Bloomberg Television ngày 13 tháng 1. Và đến ngày hôm nay thì đến ngày 21 tháng 1 thì mới được công bố Và cái lý do tại sao có sự chậm trễ trong cái chuyện công bố cái thông tin trả lời phỏng vấn của Bloomberg như thế Là nguyên nhân từ đâu thì chúng tôi miễn bản trong cái việc gọi là bình luận của ngày hôm nay Thì buổi bình luận chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào chia sẻ với quý anh chị em và các bạn Một cái vấn đề đó là những vấn đề cần lưu ý về việc nới room tại các ngân hàng mà theo cái cái định hướng của chúng ta thì trả lời của sếp Giờ Phúc là uh, sẽ 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 nới zoom các cái ngân hàng uh, sớm nhất trong năm nay sớm nhất thì trong năm nay còn muộn uh, hơn thì chưa biết là khi nào thì chúng ta cần phải trả lời một số cái câu hỏi mà chúng tôi được uh, quý anh chị em và các bạn độc giả đã uh, đặt ra đây thì câu hỏi thứ nhất là nới zoom thì nới bao nhiêu tức là Hiện tại thì chúng ta đang có cái quy định về room của khối ngoại tại một số cái ngân hàng à, lớn của Việt Nam là ở mức tối đa là 30%. À, và sắp tới đây thì liệu nới thì chúng ta nới như thế nào? Câu hỏi thứ hai mà chúng ta sẽ trả lời đó là tại sao không có nhà banh mới à, gọi là không 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 cho các ngân hàng cởi trói à, để có thể sở hữu tỷ lệ là vượt trên 30% của nhà đầu tư nước ngoài và những cái câu hỏi có liên quan thì chúng ta sẽ không đặt câu hỏi nữa mà đi lần lượt trả lời anh chị em và các bạn những cái câu hỏi nói trên thì cái câu chuyện về việc nới rung của các ngân hàng thì đã được nói đến cách đây rất nhiều năm chứ không phải đến năm nay và nếu mà đã nới được dễ dàng như quý anh chị em và các bạn nghĩ thì người ta đã làm rồi chứ không phải chờ đến tận ngày hôm nay vẫn cứ xào đi nấu lại cái câu chuyện nới rung vượt 3.000 trăm cái lý do là bởi vì cái con số 30 phần trăm và cái con số 36 phần tỷ lệ sở hữu là những con số khá là quan trọng đặc biệt là cái con số 36 phần thì nếu như mà cái con số mà vượt 36 phần thì nhà đầu tư nước ngoài có cái quyền gọi là quyền phủ quyết các cái hoạch định chính sách cũng như là những cái quyết định của các ngân hàng bởi vì họ nắm cái tỷ lệ gọi là vượt cái tỷ lệ có thể phủ quyết Hiện nay thì theo cái quy định của ngân hàng nhà nước thì uh, cái việc là các cái một cái tổ chức gọi là theo cái nghị định uh, 01 năm 2014 của chính phủ thì tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hiện là không được vượt quá 20% và tính cộng dồn thì uh, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 30%. Và cái lý do chủ chốt mà cái việc ngân hàng khó có thể được giải quyết sớm cái câu chuyện nó room so hơn so với các doanh nghiệp khác là lý do thực sự quan trọng mà người ta hay thường nói tới cái câu chuyện là an ninh tiền tệ hay là cái câu chuyện đó là an ninh về 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 kinh tế. Thì để giải thích cho quý anh chị em và các bạn hiểu rõ hơn là tại sao lại gọi là an ninh tiền tệ? Là bởi vì ngân hàng là một cái 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 doanh nghiệp kinh doanh nhưng mà cái sản phẩm thì rất là đặc thù mà sản phẩm của họ kinh doanh đó là tiền. Và cái phương pháp kinh doanh của họ thì nó giản đơn và rất là thông dụng là anh chị phải hiểu là họ là những gọi là người vay tiền, gọi là gọi là những chú nợ đi vay của dân chúng, của người dân, của các cái tổ chức trong nền kinh tế để cho vay lại, để đem đi cho vay lại và ăn tỷ lệ trinh lệch. Và cái tỷ lệ vay và vay lại cũng như là những cái vấn đề hoạt động kinh doanh trong cái sản phẩm tiền của họ thì nó có hai cái điểm mấu chốt mà anh chị phải quan tâm cái điểm thứ nhất là nó phù thứ nhất là cái việc họ đi vay ở, ở, ở dân chúng cũng như là ở các cái tổ chức khác thì cái tỷ lệ được phép vay sử dụng trên cái cái danh danh nghĩa tức là tổ chức gọi là tín dụng tức là niềm tin để mà người ta sử dụng tức là chính anh chị và các bạn đi gửi tiền tức là là gọi là chú nợ của ngân hàng thì anh chị có tin tưởng và có được một cái niềm tin nhất định đối với ngành ngân ngân hàng thì anh chị mới đem tiền của mình để đến gửi cho họ và ăn cái lãi suất. Đó là cái việc thứ nhất. Và họ chỉ được phép gọi là huy động ở một cái mức độ giới hạn phụ thuộc vào cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cái ngân hàng đó đang có. Điểm thứ hai nữa là trong quá trình mà cho vay thì họ sẽ dùng cái tiền huy động được đó để cho các cái tổ chức khác trong nền kinh tế có nhu cầu vốn để sử dụng. Thì vậy thì họ đóng vai trò thứ nhất là vai trò trú nợ nhưng cái vai trò mà hiến hiệu gọi là à, thể hiện ra rất là rõ nét là đó là vai trò trung gian trong cái câu chuyện là điều phối cái dòng tiền trong nền kinh tế từ người có tiền tới người có nhu cầu cần tiền à, người có nhu tức là có tiền mà chưa sử dụng hoặc là không có nhu mục đích sử dụng à, trong cái việc đầu tư kinh doanh thì họ sẽ điều phối cái việc này thì họ cho vay như thế nào cho vay cho các ngân cho các cái tổ chức khác cho các cái doanh nghiệp cho các cái tổ chức cá nhân vay thì vay là phải có cái gọi là cái thẩm định và những cái tài sản đảm bảo để vay và những cái quy định theo cái quy chuẩn của ngành ngân hàng và được điều phối bởi ngân hàng nhà nước cũng như là bộ tài chính thì dòng tiền mà huy động vào tức là họ sẽ có những cái quy định cụ thể rõ nét theo các cái quy chuẩn 301 hoặc 302 hoặc là những cái quy định cụ thể trong các cái thông tư văn bản của ngân hàng nước về việc anh được phép huy động bao nhiêu, anh được phép cho vay như thế nào, anh phải dự trữ uh, gọi là dự phòng rủi ro như thế nào. Các cái dòng tiền mà huy động ngắn hạn tức là những người gửi tiền như chúng ta mà gửi ngắn hạn thì được dùng cho vay cho ngắn hạn à, hay là được dùng bao nhiêu phần trăm cho vay dài hạn trong cái câu chuyện đó thì những cái này nó hơi khá là phức tạp thì nó tôi nói đạt nói nôm na như thế để anh chị em và các bạn hiểu được rằng là như vậy là là là, là, là sản phẩm của họ là 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 tiền chứ không phải là sản phẩm giống các doanh nghiệp khác và tiền đó thì từ đâu mà ra thì là từ dân chúng mà ra à, và hơn thế nữa thì cái việc mà họ 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 huy động á thì một với một cái tỷ lệ khá là cao so với vốn chủ sở hữu do đó thì cái việc mà khi chỉ họ chỉ cần làm sai trong cái quy trình gọi là huy động và vay thì nó sẽ dẫn đến những cái rắc rối tức là khi họ đã cho vay rồi mà nếu bất thường mà những người gọi là chủ nợ như chúng ta là những người mà đi gửi tiền bất thường cùng một lúc tới rút tiền tại một ngân hàng nào đó thì nó sẽ dấy ra cái việc là bất ổn tức là sẽ không có đủ cái lượng tiền để thanh toán kịp thời bởi vì cái dòng tiền nó cần phải có cái sự luân chuyển từ người và gửi đến người vay và người vay trả lại thì nó sẽ có một cái vòng gọi là luân chuyển tiền như vậy nhưng bất bất tình lình mà đến rút tiền thì sẽ gặp vấn đề vì vậy nên là hệ thống ngân hàng là sẽ phải chịu cái sự điều phối của 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 ngân hàng nhà nước điểm quan trọng hơn nữa đó là vậy thì như vậy thì cái chuyện này thì chúng ta đã hiểu nôm na về ngành ngân hàng như thế nhưng mà cái câu chuyện ở chỗ là vậy tại sao lại nước ngoài họ 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 họ, họ lại muốn là sở hữu một cái tỷ lệ mà có thể đưa có thể đưa người vào để ban điều hành thì nó có một cái câu chuyện nó như thế này anh chị em và các bạn chúng ta phải đi nói chuyện về cái câu chuyện mà tỷ phú gọi là Warren Buffett ông đã đầu tư vào ngân hàng và bảo hiểm thì trong những cái chia sẻ của ông buffett thì ông có nói rằng là ngân hàng và bảo hiểm là một trong những cái khoản đầu tư có thể là cái biên lợi nhuận nó sẽ không cao và mạnh mẽ bằng những cái ngành khác tuy vậy thì đây nó có thể là cái, cái gọi là cái bàn đạp để có thể mua và thâu tóm những cái doanh nghiệp khác nhanh hơn kịp thời hơn và phù hợp hơn thì với cái ông tỷ phú buffett thì ông ấy quản trị cái câu chuyện là 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 ngành ngân hàng và sử dụng cái đợi dòng tiền vay hoặc là sử dụng cái dòng tiền bằng việc là cổ đông chiến lược của các ngân hàng để có thể đi mua hoặc là hỗ trợ mua và thâu tóm các doanh nghiệp khác cũng đồng nghĩa với cái câu chuyện đó là cho các doanh nghiệp khác vay và hỗ trợ khi mà anh cho vay ít thì anh là chủ nợ nhưng mà khi mà anh cho vay nhiều thì anh là chính là chủ sở hữu luôn thì các ngân hàng nó đóng vai trò là như vậy thì khi mà ông mà cho người ta vay ít quá thì tỷ lệ của cái khoản vay so với cái vốn chủ của người ta thì chỉ là là ông là người chủ nợ ta là nhỏ thôi nhưng khi ông cho vay quá lớn thì ông sẽ thành gọi là gọi là chú sở hữu của doanh nghiệp và trách nhiệm cái câu chuyện của cái khoản vay là thuộc về ông thì đó là cái vấn đề mà nước ngoài nó có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu tức là khi mà cho vay nhiều hơn vay nhiều hơn với một cái tỷ lệ cao hơn cao hơn và có quyền chi phối tại các ngân hàng. thì liệu chúng ta có kiểm soát được hay không, có điều phối được cái việc cái dòng tiền mà khi họ nằm trong cái ban quản trị họ điều phối những cái dòng tiền cho vay không đúng nơi, không đúng chỗ hoặc là sử dụng cái dòng tiền đó để gây ra những cái vấn đề thất thoát về vốn của ngân hàng thì đồng nghĩa với việc là sẽ là mất vốn. mà mất vốn tức là nợ nợ khó đòi hoặc nợ không có khả năng thu hồi cho vào những cái chỗ không phù hợp khi mà họ đứng ở vai trò điều hành thì 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 nó sẽ dẫn đến câu chuyện là mất vốn của dân chúng và các bộ phận trong nền kinh tế và từ cái chuyện mất vốn của dân chúng ở trong cái bộ phận nền kinh tế như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện bất ổn và ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm thì cái người mẹ cuối cùng đó là ngân hàng nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm với câu chuyện đó và gần đây thì chúng ta thấy có cái chuyện là thông qua cái câu chuyện là là cho phép phá sản các ngân hàng điều này thì cũng là một cái câu chuyện hay tức là mỗi người có cái trách nhiệm với đồng tiền của mình và việc gửi tiền lựa chọn doanh nghiệp ngân hàng để gửi tiền tránh cái việc là ngân hàng có nguy cơ là làm không đúng những cái chức năng của mình tức là đem cái tiền của chúng ta gửi đi cho vay vào những cái chỗ không đúng không trúng để dẫn đến câu chuyện phá sản và chúng ta chỉ được đền với cái mức tối đa là 75 triệu tiền bảo hiểm thôi câu chuyện này nó còn là một câu chuyện dài khác thì tôi không tiện không bàn về cái vấn đề đó thì 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 chúng tôi đã giải thích cho các anh chị em một cái bạn về cái câu hỏi là tại sao là là buffett lại thích sở hữu ngân hàng và tại sao các cái các cái tổ chức lớn nó muốn sở hữu và uh, chúng ta thì là chỉ muốn bán đi cái 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 thứ mà gọi là bầy nhảy tức là những ngân hàng yếu kém thì chúng ta muốn bán cho họ theo cái hướng là bán đất luôn tức là coi như là họ bỏ ra một cái khoản tiền để trả cho chúng ta và cả cái hệ thống ngân hàng hiện hữu đó là là một cái ngân hàng có yếu tố là trăm phần trăm vốn nước ngoài thì hiện tại chúng ta đang có thì có cũng có khoảng tầm 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 6 hoặc 7 cái tổ chức theo cái hướng là vốn 100% vốn nước ngoài. Nhưng mà họ đến Việt Nam thì chín tổ chức, hiện là có 9 cái ngân hàng thuộc cái nhóm là 100% vốn nước ngoài. Thì chúng ta muốn rằng là chúng ta bán đi những cái ngân hàng mà xấu, xấu, tức là ngày xưa thì chúng ta có đàm phán là bán PG Bank này, Rồi chúng ta có đàm phán để bán Đông Á Bank này, chúng ta hiện tại bây giờ đang muốn đàm phán để bán Ocean Bank là những ngân hàng mà chúng ta nhà ngân hàng nước mua về rồi nhưng mà tái cấu trúc và xử lý thì nó vẫn không tốt không tốt và muốn được cái sự giúp sức của các cái tổ chức tài chính thế giới cái câu chuyện thì đặt đi thì tại chúng ta lại phải đặt đặt lại tức là tại sao chỉ muốn bán cái xấu mà sao cái tốt thì lại không muốn mở thì cái vấn đề ở đây nó đặt ra đó là bán chất của cái sự việc này nó không phải là cái câu chuyện là chúng ta tăng cái tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng hiện hữu tôi lấy ví dụ những ngân hàng hiện hữu mà chúng ta đang 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 có cái số liệu hiện tại đó là gồm có là công thương bidv uh, Việt Công vietcombank là những cái ngân hàng lớn ngân hàng nhà nước lớn mà chúng ta chưa muốn bán hoặc chưa muốn nâng lên chưa muốn nâng tỷ lệ nâng tỷ lệ sở hữu lên thì các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ mua thêm thôi thì chúng ta chưa muốn nâng lên là lý do là bởi vì là chúng ta không muốn mất cái, cái quyền kiểm soát tại đây và nó sẽ là bởi vì chúng ta đứng ở vai trò là người kiểm soát điều hành và tỷ lệ là chi phối hiện tại thì chúng ta đang chi phối trên 70% thì chúng ta có những cái quyền gọi là gần như là toàn quyền trong các cái hoạt động ngân hàng và chúng ta hoàn toàn có thể gọi là 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 họ các nhà đầu tư chiến lược mà đang bị giới hạn chỉ ở 20% thì họ chỉ là đóng vai trò là đầu tư tài chính thôi chứ họ không thể có cái câu cái câu chuyện là phủ quyết hay là có cái câu chuyện là can thiệp vào cái cái hoạt động ngân hàng được. Còn cái việc chúng ta mà bán cái xấu bán cái xấu là bán cái xấu đi thì bán cái xấu thì về bản chất chứ cũng gần như là cái câu chuyện chúng ta muốn lấy thêm một cái lượng tiền về uh, cho chúng ta uh, nhưng cái lượng tiền này thì có thể nhà nước không dùng tới mà sử dụng cái tiền đó để cho tái cấu trúc để giúp nhà nước là xử lý một số cái ngân hàng yếu kém Nhưng mà mỗi lần đàm phán trong nhiều lần đàm phán trong nhiều năm gần đây thì thực ra nó không thành công nó không thành công thì nó đến thì nhiều yếu tố nhưng mà một số yếu tố mà chúng tôi tham khảo thì biết rằng là cái nhà đầu tư chiến lược ấy, thì họ uh, đưa ra rất nhiều cái điều kiện về cái câu chuyện là gọi là sục sâu vào cái hệ thống dữ liệu của hệ thống ngân hàng và kiểm tra những cái dữ liệu liên quan đến nợ xấu liên quan tới những cái vấn đề xấu những cái nợ mất vốn không chỉ chính ngân hàng họ muốn đàm phán mua mà họ muốn biết được cái nội tại của cái hệ thống ngân hàng của việt nam thì chúng ta có lẽ là đang vướng mắc ở một cái chỗ này nên rõ ràng là cái câu chuyện đông á banh và pg banh là bán không được bán không được vậy thì cái câu chuyện đặt ra nữa là Uh, họ vẫn muốn mua cái việc là cái xấu tức là chuyển đổi thành trăm phần trăm nhưng họ muốn biết chắc hơn và để họ dễ cái tức là người nhà đầu tư nước ngoài họ bỏ ra một cái lượng tiền vốn lớn để mua một trăm phần trăm của một ngân hàng thì họ được cái gì mà họ lại vẫn muốn mua tức là họ được một cái giấy phép thành lập cái ngân hàng một trăm phần trăm vốn nước ngoài và hàng rất nhiều hàng trăm các chi nhánh có sẵn của những cái ngân hàng đó mà không cần phải xin thêm phép để mở mở mới họ có sẵn cái lượng data khách hàng họ có sẵn cái hệ thống gọi là đã và đang hoạt động nhưng trước khi mua thì họ cũng muốn tìm hiểu nên chúng ta đang gặp những cái vướng mắc đó thì khả năng thì sắp tới đây thì sẽ có những cái lựa chọn vẫn theo cái hướng đó tức là chúng ta muốn là là mặc định là thực ra là chúng ta cho họ thành lập một cái ngân hàng 100% vốn nước ngoài trên cái nền tảng của ngân hàng hiện hữu và điều này thì nó giúp cho chính phủ và giúp cho bộ tài chính hỗ trợ cho chính phủ một cái câu chuyện đó là tiền của nước nhà đầu tư nước ngoài họ bơm thêm vào để hỗ trợ cho cái tái cấu trúc của những cái thằng xấu này thôi và một điều đặt ra nữa là người ta có câu hỏi là vậy thì giữa cái tốt và cái xấu thì bán cái xấu như vậy thì liệu có phải là lúc nào họ cũng sẵn sàng mua um, hay không thì thưa với anh chị em và các bạn là họ cũng rất là cân nhắc họ không phải là là, là 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 họ mua bằng mọi giá đâu họ cũng, cũng 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 cân nhắc và đàm phán gọi là tứ khoanh hồi thì cũng chưa 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 đạt giống như cái việc mà mà bidv là một trong những cái ngân hàng mà cũng được coi là lớn hàng đầu việt nam nhưng mà cũng đàm phán hàng đống lần với khắp các cái, cái 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 tổ chức quốc tế mà cũng còn chưa đi đến đâu thì gần đây thì có cái thông tin là bán cho hana bán cho hana gọi là keb Hana Bank nắm giữ 17,65% thì cái thông tin này thì cũng chưa thấy cái, 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 cái báo đài đăng một cách chi tiết về cái thương vụ này thì có thể là cũng còn chưa thành công nên là cũng chưa được đăng và với cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy được một điều rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ khôn ngoan lắm họ khôn ngoan lắm họ cũng lựa chọn họ cũng cân nhắc và chưa chắc là bán cái xấu thì họ đã mua nới rum lên chưa chắc họ đã mua có nhiều cái ngân hàng có nhiều tổ chức thậm chí như SSI nới rum hay là những cái công ty ngoài ngành ngân hàng nới rum lúc chưa nới rum thì cái vẻ họ hào hứng phấn khởi lắm nhưng mà nới rum xong rồi thì chưa chắc họ đã nâng tỷ lệ sở hữu bởi vì họ cũng là đầu tư vốn đầu tư tài chính thì họ không phải là cái câu chuyện đơn giản còn ngoại trừ những cái trường hợp kiểu như sabico họ mua rất là cao nhưng cái tỷ lệ sở hữu của họ là phải muốn là gọi là họ là quyền quyết định chúng ta nên nhớ những cái thương vụ bán lớn mà nới rum mà được mua nhiều như sabico là một trong những cái thương vụ mà họ mua với cái tỷ lệ quyết định tức là mua mua đứt luôn một cái khoản gọi là trên 50 phần trăm để họ chi phối và quyền quyết định ở đó, tức là họ là thành ông chủ. Và doanh nghiệp như Sabeco thành là doanh nghiệp nước ngoài chứ còn không phải là doanh nghiệp mà gọi là Việt Nam nữa. Thì ở tại những cái ngân hàng cũng vậy, thì, thì thì chúng ta cũng 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 nó sẽ có những vài cái yếu tố là chúng ta phải nên nhớ là họ họ mua thì họ cũng phải cân nhắc tức là kỹ lưỡng khi mà cái tỷ lệ như vậy. Và gần đây thì chúng ta thấy là có một số cái đề xuất là là, 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 là bán vốn ở những cái doanh nghiệp mà ngân hàng mà có vốn chủ sở hữu trên 10 10 ngàn tỷ thì chúng ta nâng tỷ lệ sở hữu lên 49%. Cái doanh nghiệp mà dưới 10 ngàn tỷ thì cho phép nhà đầu tư nước ngoài là sở hữu trên 51%, trên 50% và cái nhóm yếu kém thì là 100%. Thì đây cũng là một cái bài toán mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và cân nhắc thật kỹ lưỡng liên quan đến những cái thứ mà chúng tôi vừa chia sẻ ở phía trên. Tức là liệu khi mà chúng ta bán vốn như vậy, khi chúng ta đẩy tỷ lệ sở hữu cao như vậy và chúng ta có kiểm soát được hay không khi họ là sở hữu 100% vốn khi họ sở hữu trên 51% vốn họ có quyền quyết định họ điều cái dòng vốn của chúng ta đi đâu về đâu và tiền nó thực sự là có, có 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 phải là tiền của ngân hàng hay không thì xin thưa là không phải của ngân hàng mà của dân chúng của những các tổ chức gọi là có các thành phần trong xã hội thì khi họ điều phối mà họ có quyền quyết định mà ngân hàng nhà nước khó có thể gọi là gọi là điều chỉnh được hay kiểm soát được thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy về nền kinh tế thì đây là một câu chuyện còn dài và rất chi là là khó thì có thể thì chăng nữa thì chúng tôi cho rằng là có thể sẽ chọn lựa một số ngân hàng trong cái khối ngân hàng nhà nước gồm có công thương BIDV về công băng thì cho thí điểm mở rung lên gọi là dưới 36% tức là khoảng 35% thì có thể bởi vì cái tỷ lệ 36 là tỷ lệ phủ quyết thì chúng ta vẫn không cho phép họ phủ quyết tức là cho họ sở hữu dưới 36% thì có người bảo là ô ông này nói là nghe nhăng người ta có thể là mua một cái doanh nghiệp ở Việt Nam sau đấy là nâng tỷ lệ sở hữu lên <laughs> xin thưa với bạn là trong bằng cái cách đó thì có thể dồn phiếu nhưng mà dồn phiếu như vậy thì cái sức ảnh hưởng tự, tự quyết là không không thể bởi vì nó vẫn là ở cái phương châm là đầu tư tài chính chứ không phải là cái câu chuyện gọi là đằng đường đường chính chính đứng vào ở cái vị thế là là là, là trên 36% để có thể phủ quyết hoặc là đường đường chính chính ở cái vị thế tức là gọi là nắm giữ trên 51% để toàn quyền thì những cái câu chuyện này là một cái bài toán gọi là nó là bài toán chiến lược của hàng thập kỷ của hàng thế hệ sau này nếu làm dễ như vậy thì thời xếp dũng đã làm rồi nên thời thời ông ông nguyễn tân dũng những cái năm trước đó thì đã làm rồi đã nới rồi chứ không phải chờ đến bây giờ đây là một cái cái bài toán một cái câu chuyện mà nó nó sẽ là liên quan liên quan rất là quan trọng đến cái vận mệnh của đất nước liên quan đến cái câu chuyện an ninh tiền tệ nó liên quan đến những cái việc mà kiểm soát cái hệ thống kinh tế trong những năm sắp tới nên là cái câu trả lời mà anh chị phải lưu tâm mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời với Bloomberg và được đăng trẻ trong ngày 21 tháng 1. Trong khi đó thì cái trả lời này là từ ngày 13 tháng 1 là cũng là một câu chuyện là có thể là đây là một trong những cái câu chuyện mà sẽ cho có nhiều anh chị em và các bạn tôi nói theo góc độ cá nhân thôi. Nhiều anh chị em và các bạn mất Tết vì cái thông tin này mất tết vì cái thông tin này bởi vì là gọi là à, lau lao táo lao táo nhảy vào mua rồi có khi mất tết vì cái thông tin này thì thôi thì không bàn về vấn đề thị trường nữa chúng ta nói tiếp về cái vấn đề là là ngân hàng thì thủ tướng có nói rất là rõ là 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 không đưa ra cái tỷ lệ nào hết và cũng, tức là không không ông là ông, ông phúc không đưa ra bất kỳ một cái tỷ lệ nới như nào cả và cũng chỉ nói chung chung là sẽ nới ngân hàng sớm nhất trong năm nay câu chuyện này là câu chuyện còn dài có khi năm nay còn chưa có sang năm cũng còn chưa có đừng nói là anh chị vội vàng là dòng tiền thông minh vào thị trường có nhiều người nói với tôi là dòng tiền nó sẽ rất là thông minh nó sẽ nhanh chóng vào thị trường không có đâu phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái khối lượng cổ phiếu giao dịch tại các cổ phiếu ngành ngân hàng á thì nó nằm ở khoảng 50 triệu cổ phiếu tức là chiếm phân nửa thị trường à, giao dịch thị trường thì thực ra hôm nay chỉ giao dịch khoảng 120 triệu cổ phiếu thôi còn thỏa thuận thì nằm ở khoảng bốn mấy triệu cổ phiếu chính xác là 46 triệu cổ phiếu trên tổng số 165 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong ngày hôm nay thì nó nằm ở khoảng tầm 120 triệu thì ngành ngân hàng là được mạnh nhất là khớp lệnh khoảng tầm trên 50 triệu thì chiếm khoảng quá nửa của cái, cái 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 khối lượng giao dịch của thị trường và như vậy thì chúng ta thấy là, là rõ ràng là cái dòng tiền bất thình lình từ cái thông tin này để đổ vào đây thì liệu nó đi về đâu trong những thời gian sắp tới thì liệu có phải là gọi là dòng tiền thông minh đã vào đây hay chưa thì chúng ta sẽ còn phải chờ trong sắp tới nữa một vài cái chia sẻ cần lưu ý về cái nới rung của ngân hàng ở một cái góc nhìn cá nhân của một nhà đầu tư cá nhân như, như chúng tôi thì xin mong rằng là nó sẽ giúp ích được cái phần nào một số cái thông tin làm rõ hơn cái 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 khái niệm và những cái vấn đề liên quan đến việc nới rung của ngành ngân hàng và hiểu biết về cái hoạt động kinh doanh tiền của ngành ngân hàng giúp ích của anh chị em và các bạn đưa ra những cái góc nhìn, những cái nhận định về thị trường cũng như là cái phương hướng cái đầu tư cho nó phù hợp, đừng đầu tư theo cảm tính theo cái hướng là cứ nghe thông tin là lao vào nhau 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 rồi tiền mất thì tật lại mang, mất luôn cả cái Tết xuân đến gọi là uh, hoa đào, hoa mai đã nở hết rồi, cẩn thận lại mất luôn cái Tết nên là uh, xin kính chào anh chị em và các bạn, mong rằng anh chị em và các bạn luôn đồng hành với chúng tôi trong những cái chương trình như thế này và những cái video tiếp theo sẽ cung cập nhật cho anh chị em và các bạn những cái thông tin hữu ích hơn nhớ là đăng ký kênh sớm để tiếp tục được cập nhật những những video mới nhất mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn